Ngày 8 tháng 12, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc về công tác chuẩn bị phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội để tổ chức hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và lễ kết nghĩa giữa chi bộ các vấn đề xã hội thuộc Đảng bộ Văn phòng Quốc hội với Đảng ủy xã Mỹ Tân. Ngay sau khi nhận được kế hoạch trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập ban tổ chức và giao nhiệm vụ cho các thành viên của ban tổ chức, thành lập 3 tiểu ban gồm hậu cần, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể được phân công. Đến nay, mọi nội dung công việc liên quan đến tiểu ban, cơ quan, đơn vị liên quan đã xây dựng xong kế hoạch, kịch bản, phương án và đang triển khai thực hiện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần khẩn trương, chu đáo và trách nhiệm cao của huyện Ngọc Lặc. Với tinh thần chuẩn bị thực sự nghiêm túc, chu đáo, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót, đồng chí đề nghị đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, phụ trách chỉ đạo chung mọi công việc chuẩn bị tại huyện Ngọc Lặc. Huyện Ngọc Lặc chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tốt nhất từ cơ sở vật chất, nghi lễ, khánh tiết, phối hợp với chi bộ các vấn đề xã hội thuộc Đảng bộ Văn phòng Quốc hội chuẩn bị các nội dung buổi lễ kết nghĩa và lễ khởi công nhà lớp học trường mầm non xã Mỹ Tân. Các sự kiện phải có kịch bản, phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên các tiểu ban. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc xây dựng kịch bản, nội dung chương trình biểu diễn văn nghệ với thời lượng 90 phút. Sở Y tế xây dựng kịch bản và tổ chức công tác phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an tỉnh xây dựng phương án bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn ra sự kiện.